Cảm ơn quý vị khán thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn TV và sau đây là phần tin khoa học và công nghệ. Công nghệ mới phát hiện tia laser mà không cần radar. Các công nghệ xe tự lái hiện nay chủ yếu dựa vào cảm biến phát hiện ánh sáng và phạm vi, tức LiDAR, để trực quan hóa các vật thể xung quanh xe. Sau đó, nhu liệu sẽ xác định các vật thể ở gần và giúp máy tính của xe quyết định nên dừng hay giảm tốc độ. Việc hiển thị được thực hiện bằng cách sử dụng tia laser năng lượng cao được phát ra theo hướng để xác định độ sâu và khoảng cách từ các vật thể khác nhau. Mặc dù công nghệ này có thể hoạt động trong vận tải dân dụng, nhưng ánh sáng từ cảm biến lidar rất dễ bị phát hiện là một nguy cơ cho các xe quân sự. Tương tự, công nghệ radar sử dụng sóng vô tuyến cũng dễ bị phát hiện và hệ thống định vị toàn cầu GPS sử dụng vệ tinh cũng có thể bị chặn. Nay, nhóm nghiên cứu Southwest Research Institute, SWRI, tại San Antonio, Texas, đã phát minh ra Vision for Off-Road Autonomy, gọi tắt là VORA, một công cụ có thể nhận biết các vật thể một cách thụ động, phát hiện tia laser mà không cần đến các công nghệ radar hay lidar. Công nghệ này sử dụng camera vì chúng không phát ra tín hiệu ánh sáng hoặc laser khi hoạt động. Để có thể đạt được độ chính xác cao như LiDAR, nhóm nghiên cứu đã phát triển một công cụ hoạt động như não bộ, sử dụng dữ liệu từ camera để tạo ra các bản đồ dày đặc. Họ cũng phát triển một thuật toán biểu đồ để kết hợp dữ liệu thưa thớt từ hình ảnh âm thanh nổi và các điểm mốc cũng như số, đọc, đơn vị, đo quán tính để cung cấp dữ liệu ngay tại hiện trường. Dự án ban đầu được lên kế hoạch để hỗ trợ các khách hàng quốc phòng, nhưng nhóm nghiên cứu nhận ra rằng nó có ứng dụng tiềm năng vượt xa hơn thế, như trong hoạt động của các xe tự lái thám hiểm các hành tinh khác. Công nghệ tấm pin năng lượng mặt trời in 3D đạt được những bước tiến mới. Trong một bước đột phá lớn về năng lượng sạch, tổ chức nghiên cứu công nghiệp và khoa học khối Thịnh vượng chung gọi tắt là CSIRO của Úc đã đạt được một kỷ lục hiệu suất mới cho tấm pin năng lượng mặt trời in dạng cuộn. Công nghệ in cuộn cho phép những tấm pin này được tạo ra trên các cuộn nhựa rất dài và liên tục, giúp tăng đáng kể tốc độ sản xuất. Hiệu suất của loại pin này đã được tăng cường nhờ vật liệu mang tên là perovskite có hiệu quả cao trong việc chuyển đổi ánh sáng mặt trời thành năng lượng được chế tạo thành mực in. Công nghệ mang tính cách mạng này hứa hẹn sẽ mở rộng đáng kể các ứng dụng tiềm năng của năng lượng mặt trời trong các lĩnh vực như là xây dựng đô thị, hoạt động khai thác mỏ, cứu trợ thiên tai, quốc phòng và khám phá không gian. Năm 2022, tổ chức CSRO đã thử nghiệm các tấm pin mặt trời in 3D của họ nhằm cung cấp năng lượng cho một chiếc xe điện Tesla trong suốt hành trình dài hơn 15.000 cây số. Chiếc xe khi đó được quấn 18 tấm pin mặt trời bằng nhựa mỗi tấm dài tới 18 m để hấp thụ ánh sáng mặt trời khi cần charge. Mới đây nhất, hồi đầu tháng này, 8 module pin mặt trời được chế tạo bằng kỹ thuật in cuộn 3D đã được phóng lên không gian để thử nghiệm nhằm đánh giá tiềm năng cho các sứ mệnh thám hiểm không gian trong tương lai. Tổ chức CISRO hy vọng loại pin mới sẽ không bị hư hại do bức xạ mặt trời và hoạt động tốt hơn các loại pin mặt trời hiện hữu làm bằng silicon tinh thể. Phần Lan áp dụng công nghệ pin cát giúp giảm phát thải carbon. Công ty khởi nghiệp Polar Nine Energy tại Phần Lan đã thiết kế pin cát và theo dự kiến sẽ lắp đặt loại pin này tại Polnayen để đáp ứng nhu cầu đun nóng quanh năm. Mặc dù công nghệ này đã được thử nghiệm trên cát, nhưng cơ sở tại Polnayen sẽ sử dụng xà bông đá nghiền nát, vốn dẫn nhiệt tốt hơn cát thông thường và là một sản phẩm phụ của ngành xây dựng lò sưởi địa phương nên luôn có sẵn và giá rẻ hơn cát. Thiết bị pin cát bao gồm một trụ tròn cao 13m, rộng 15m chứa đầy xà bông đá nghiền nát và các ống truyền nhiệt. Khi lượng điện sản xuất từ năng lượng gió và mặt trời dư thừa, công ty Polar Night Energy sẽ chuyển hóa chúng thành nhiệt năng. Điều này sẽ làm nóng không khí, sau đó được lưu thông khắp trụ tròn thông qua các ống truyền nhiệt để làm nóng xà bông đá nghiền nát bên trong trụ. Sau đó khi các nguồn năng lượng thông thường trở nên đắt hơn, thường là vào những tháng mùa đông, lượng nhiệt lưu trữ trong pin cát sẽ được đưa vào hệ thống sưởi của thành phố. Năm 2022, Polar Night Energy đã lắp đặt pin cát thương mại hoạt động hoàn chỉnh đầu tiên trên thế giới tại thị trấn Khancampa, Phần Lan. Tuy nhiên, pin cát tại Polar Night sẽ lớn hơn khoảng 10 lần, có công suất sưởi 1 MW và khả năng lưu trữ nhiệt năng lên đến 100 MWh, đủ đáp ứng nhu cầu sưởi trong một tuần của thành phố vào mùa đông và lên đến một tháng vào mùa hè. Dự án theo dự kiến sẽ hoàn tất trước mùa đông 2025. Công ty Polar Night nice Energy tin rằng công nghệ pin cát có thể là giải pháp thay thế rẻ hơn ít tác động hơn đến môi trường so với các giải pháp lưu trữ năng lượng tái tạo khác, giúp giảm gần 70% lượng phát thải carbon dioxide hàng năm nhờ vào việc giúp bỏ hoàn toàn sử dụng dầu và giảm khoảng 60% việc đốt củi. Phát minh mới, thiết bị dán cổ giúp người nói không cần tới dây thanh quản. Nhóm nghiên cứu trường đại học UCLA đã phát minh ra một thiết bị dán vào cổ có thể xác định các chuyển động của cổ họng, tạo thành những tín hiệu điện, có thể được chuyển thành lời nói mà không cần tới dây thanh quản. Đặc biệt hơn cả, thiết bị này còn khai thác chuyển động để tạo ra điện năng, giúp cho nó tự vận hành mà không cần nguồn pin hay nguồn charge. Nghiên cứu này trên lý thuyết có thể giúp những ai bị rối loạn giọng nói do dây thanh âm, bị tổn thương hoặc là liệt dây thanh âm giao tiếp, bao gồm gồm những người đang hồi phục sau phẫu thuật ung thư vòm họng. Trưởng nhóm nghiên cứu Jun Chen cho biết, thiết kế của miếng dán này dựa trên nguyên lý từ tính của một số kim loại cứng có thể bị thay đổi khi chúng chịu áp lực cơ học. Nhóm nghiên cứu sử dụng một vật liệu mềm làm từ các nam châm cực nhỏ nhúng trong silicon mỏng, giúp miếng dán có khả năng phản ứng với áp lực từ chuyển động của cơ cổ tác động lên nó. Khi một người thực hiện các chuyển động cần thiết để nói, thiết bị này sẽ phản ứng bằng cách tạo ra những tín hiệu điện có thể được chuyển thành lời nói. Thiết bị vẫn đang trong giai đoạn đầu phát triển và hiện chỉ giới hạn trong một số cụm từ và câu ngắn, nhưng sẽ tiếp tục được hoàn thiện để tăng khả năng chuyển thành lời nói. Nhóm nghiên cứu trường UCLA hy vọng phát minh mới có thể giúp công nghệ hỗ trợ giọng nói trở nên thuận tiện hơn và ít xâm lấn hơn thiết bị đeo giống như da người giúp theo dõi sức khỏe chẩn đoán bệnh tật trường đại học stanford đã nghiên cứu chế tạo các thiết bị điện tử giống như da người trong hơn một thập kỷ nay gần đây họ đã thành công tạo ra một thiết bị nhỏ hơn nhiều với các mạch tích hợp có thể theo dõi sức khỏe hoặc chẩn đoán bệnh tật các mạch này nhỏ hơn đáng kể và hoạt động với tốc độ nhanh hơn 1.000 lần so với các mẫu trước đó. Ngoài ra, chúng rất linh hoạt và có thể cung cấp năng lượng cho một màn hình LED nhỏ, đủ nhạy để phát hiện thông tin xúc giác, nhạy hơn cả đầu ngón tay. Nữ giáo sư Jian Bao, người đứng đầu cuộc nghiên cứu, cho biết chúng tôi đã đạt được một bước nhảy vọt đáng kể. Lần đầu tiên, các mạch tích hợp có thể coi giảng hiện đủ nhỏ và đủ nhanh cho nhiều ứng dụng. Chúng tôi hy vọng rằng điều này có thể làm cho các cảm biến đeo được trở nên nhạy hơn, vận hành nhiều cảm biến hơn và tiêu thụ ít năng lượng hơn. Những mạch này giống như những sợi dây cao su, thay vì bị đứt khi bị kéo căng, chúng đàn hồi và bật trở lại. Nhóm nghiên cứu đã ép hơn 2.500 cảm biến và bóng bán dẫn vào một diện tích nhỏ bằng một con tem, tạo thành một mạng lưới nhạy hơn cả đầu ngón tay. Màn hình LED nhỏ mà nó có thể cung cấp năng lượng update hình ảnh 60 lần mỗi giây, giống như máy tính. Nhóm nghiên cứu cho biết sản phẩm của họ sẽ sớm được thương mại hóa để có mặt rộng rãi trên thị trường. Bò biến đổi gen đầu tiên trên thế giới có thể sản xuất ra insulin của người trong sữa. Bệnh tiểu đường xảy ra khi mà tụy tạng không sản sinh được insulin, còn gọi là bệnh tiểu đường loại 1, hay là khi cơ thể trở nên đề kháng với insulin, tức là bệnh tiểu đường loại 2. Nhóm nghiên cứu trường đại học Illinois Urbana-Champaign và trường đại học Sao Paulo của Brazil đã thành công cấy gen để bò sản xuất sữa có chứa insulin của con người. Nhóm nghiên cứu do giáo sư Matt Waller đứng đầu đã sử dụng phương pháp chuyển nhân tế bào Soma, đưa một phần DNA tạo ra pro-insulin của con người là tiền thân của chất insulin vào tế bào của một foi foi Những phôi này sau đó được đặt vào tử cung của bò. Chỉ duy nhất một con bê mang gen mới được sinh ra. DNA của người chỉ hoạt động ở tuyến vú của con bò cho phép nó sản xuất một loại protein cụ thể, trong trường hợp này là insulin của người. Giáo sư Wheeler giải thích là công nghệ cấy gen mới sử dụng cấu trúc DNA của người dành riêng cho mô vú, có nghĩa là sẽ không có insulin người lưu hành trong máu bò hoặc là các mô khác. Khi con bê lớn lên, nhóm nghiên cứu đã thụ thai cho nó bằng các phương pháp thông thường nhưng không thành. Vì vậy họ đã sử dụng hormone để khiến cho nó tạo ra được sữa, nhưng lượng sữa tiết ra ít hơn bình thường vì con bò không mang thai. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng sữa bò có chứa cả proinsulin lẫn insulin của người. Nhóm nghiên cứu đặt mục tiêu nhân bản con bò một lần nữa và tin rằng sẽ có kết quả tốt hơn khi nó mang thai và sản xuất đủ sữa. Họ kỳ vọng đây có thể là một phương pháp mới đầy hứa hẹn để tạo ra insulin cho những người mắc bệnh tiểu đường.